trường Trung học cơ sở Trung học phổ thông Phan Chu Trinh, thành phố Dị An, Bình Dương được khởi công xây dựng năm 2009, hoàn thành sau 1 năm xây dựng. Tòa nhà có hình chữ S trên diện tích hơn 6.000 m2 với chiều cao 5 tầng do kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa thiết kế. Kinh phí xây dựng 80 tỷ đồng. Đây là ngôi trường đầu tiên xây dựng theo hình chữ S tại Việt Nam. Thiết kế này giúp ngôi trường dễ dàng đón không khí tự nhiên từ bên ngoài. Độ dốc và độ cong của tòa nhà giúp bạn tránh được cảm giác nặng nề của các khối bê tông to lớn. Toàn bộ bên tòa nhà được phủ kín bằng hệ thống lam màu trắng. Trường Phan Chu Trinh đem lại cho các em học sinh một môi trường học tập với không gian mở, thân thiện, an toàn và hiện đại. Trường chúng tôi bắt đầu hoạt động từ tháng 8 năm 2010 và đến nay chúng tôi đã đi được 10 năm và đến nay thì chúng tôi đã được tới 27 lớp trên 800 học sinh. Khu chức năng của các em thì các em có phòng học nhạc, có hai phòng tin học và các em có cái phòng thí nghiệm. Với ngôi trường này thì chúng tôi cũng phải kiến trúc sư phải khéo léo để chúng tôi có những cái mảng xanh cho các em học sinh. Và quanh trường thì chúng tôi có những cái điểm để chúng tôi trồng hoa, trồng rau để cho các em có được rau sạch, các em dùng bữa ăn hàng ngày của mình. Cái đất của trường Bình Dương là nó hơi nhỏ, trong khi cái yêu cầu của cái trường đó là trường nội trú, do đó cái thiết kế là hơi khó ở một cái điểm là làm sao để cái công trình lên là không giống như cái trường bình thường mà nó không bị áp lực quá so với cái mật độ cũng như cái sử dụng cái đất đó. Cho nên mà làm cái chữ S thì nó tạo ra hai cái vườn trong, mà hai cái vườn trong đó chính là cái chỗ để học sinh chơi học thể thao và học bơi đó, và liên kết nó lại với nhau. Và cái chữ S đó nó có cái đặc biệt nữa là cái điểm mà khởi đầu của cái trường đó là hơi làm thấp xuống để làm gì, để nó khi mà người mới đến cái trường đó nó không bị áp lực bởi một cái khối bê tông quá lớn khi đến, và nó bắt đầu tăng dần cái độ cao lên tầng 5 tầng. Do đó cho nên là nhìn thấy nó nhẹ nhàng và nó gần gũi với cái không gian cây xanh xung quanh hơn. Cái vật liệu chủ yếu sử dụng là sàn bê tông và cột bê tông, tường gạch và cả cái lam chắn nắng, để làm sao cái vật liệu nó đơn giản nhất mà để tạo thành một cái giá thành hợp lý. Cái lam chắn nắng đó là nó chắn nắng trực tiếp, tức là vẫn nhìn thấy cái cảnh quan xung quanh, vẫn thông gió tốt nhưng mà vẫn chặn được một cái phần nắng trực tiếp vào cái không gian công trình. Khi chúng tôi thiết kế, chúng tôi rất là quan tâm về cái vấn đề thông gió giữa cả cái phòng học để làm sao nó có cái thông gió tự nhiên tốt nhất. Cái hồ bơi nó nằm ở chính giữa công trình, tạo thành một cái vị khí hậu mát mẻ cho cái trường đó nữa. Chính cái bể bơi nó nằm ở giữa, nó tạo thành kiểu giống như một cái trường nó có cái hoạt động nó sôi nổi hơn. Với bản chất của một cái trường là ngoài cả cái lớp học thì phải học bắt buộc, còn cả cái hoạt động thể thao của các em học sinh mới là thực sự quan trọng đối với một cái thiết kế trường. Cái mái của cái trường là dùng để trồng rau và trồng cây, nhưng mà do cái điều kiện đầu tư nên chủ đầu tư họ chưa làm đến cái giai đoạn đó. Và cũng về mặt kiến trúc sư thì chúng tôi cũng mong muốn là cái công trình hoàn thiện mà trên cái mái đó trồng rau để cho các học sinh nội trú họ có bữa trưa bằng cái rau sạch ở trên đó. Với thiết kế tinh tế và ấn tượng, trường Phan Chu Trinh lọt vào top 10 trường đẹp nhất Việt Nam và từng đạt giải nhất hạng mục trường học tại Festival Kiến trúc Thế giới năm 2012.